Hello, xin chào quý anh chị, khách hàng, các nhà đầu tư và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Tâm. Hôm nay Tâm sẽ chia sẻ tới quý anh chị và các bạn một cái chủ đề, đó là chính là về cái tiềm năng phát triển của hai cái huyện mà có thể nói là trong thời gian tới thì đây là hai cái huyện vệ tinh của Sài Gòn mà sẽ có tốc độ phát triển nhanh bậc nhất. Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều các cái yếu tố về chính sách, về đầu tư, về vị trí thuận lợi thì nó đều tác động đến hai cái khu vực này, đó chính là huyện Nhân Trạch và huyện Long Thành. Thì hai huyện này sở dĩ nó có sẽ tiềm năng, rất tiềm năng trong thời gian tới, và đặc biệt là dành cho các anh chị, các nhà đầu tư bất động sản. Thì điểm lợi thế đầu tiên của hai cái huyện này thì anh chị nhìn vào là mình thấy ngay, đó chính là vị trí anh chị. Đây là hai huyện hiếm hoi trong các cái huyện mà thuộc tỉnh đô thị mà tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, mà nó có vị trí rất là gần thành phố Hồ Chí Minh. Phải nói là nó chỉ liền kề, cả huyện Long Thành và huyện Nhân Trạch thì đều liền kề thành phố Hồ Chí Minh nha chị. Như là Nhân Trạch thì nó sẽ cần gần các cái xã như là Phú Hiếu này, Long Tân này, Phú Đông này, Phước Khánh này, Phước Thiền này. Phước Thiền thì nó tiếp giáp ít, nhưng mà phần lớn là các cái xã mà Tâm vừa kể đấy thì nó đều tiếp giáp với các cái quận của thành phố Hồ Chí Minh, sát bên cách nhau một con sông Đồng Nai duy nhất anh chị. Và Long Thành thì anh chị biết có Tam An, thì nó nằm ở bên kia sông Đồng Nai luôn. Và ngày xưa có Tam Phước nữa anh chị, mà Tam Phước này nó sắp nhập vào thành phố Biên Hòa rồi. Thì nó gần là các địa phương khác cũng có những cái huyện nó gần như vậy, nhưng mà nó có một cái hay anh chị, là đây là hai cái huyện, cũng có một số huyện của tỉnh Long An thì nó cũng có những cái đặc điểm này, tuy nhiên mà nó không có được lợi thế gần và tiếp giáp và có những cái ưu điểm phía sau Tâm sẽ kể tiếp. Thì đó chính là cái việc kết nối tuyến cao tốc ngay từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ngay trung tâm Thủ Thiêm luôn anh chị, đi thẳng ra Nhân Trạch và Long Thành luôn anh chị. Vị trí đã gần mà còn được kết nối thuận lợi thông qua cao tốc, nên cái tốc độ phát triển sắp tới và trong thời gian qua thì anh chị thấy là Nhân Trạch và Long Thành thì nó đã có cái tốc độ phát triển rất là đáng kể, và gần như là giống như một cú hích về hạ tầng cho cái khu vực này. Thì đó là cái vị trí, và vị trí này nó lợi thế còn rất nhiều các cái lợi thế mà nó sẽ gắn kết đi theo cái lợi thế về vị trí này, thì những cái điểm sau thì Tâm sẽ nói thêm. Cái thứ hai là hai cái huyện này thì đang được tập trung phát triển hạ tầng cực là mạnh. Hạ tầng ở đây là nó có về hạ tầng giao thông, thì anh chị biết là có tuyến đường vành đai 3 thì đã khởi công và đang làm, thì nó kết nối trực tiếp qua huyện Nhân Trạch anh chị, đi qua thành phố Thủ Đức. Rồi có công trình đã có như là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì cái tuyến đường mà Tâm đang đi và nói chuyện với anh chị đây. Và tiếp nữa thì anh chị thấy xa hơn thì nó có các cái tuyến đường như là 319 đi Thị Vải Cái Mép này, nó cũng cắt qua đây này, cũng đang làm này. Nó đang làm ở đoạn Cảng Phước An đó anh chị. Rồi đường vành đai 4 này, anh chị biết vành đai 4 thì nó đi qua Cẩm Mỹ và Long Thành đấy. Và nó sắp tới, thời gian tới thì nó cũng sẽ được chú trọng rất là nhiều. Và tiếp nữa là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này, nó chạy cắt ngang qua Long Thành này. Đây là Tâm kể những cái tuyến đường lớn, đường chính nha anh chị. Còn những cái tuyến đường mà nó đường như là đường là liên tỉnh này, đường DT ấy, đường các cái đường tuyến đường của huyện Nhân Trạch như là 25C này, các cái tuyến đường mở rộng như 25B này, hầu hết những cái tuyến đường nhỏ thì nó nhiều vô kể anh chị, rất là nhiều.
rồi có một cái cao tốc lớn nữa là cao tốc Bến Lức Long Thành, là kết nối từ miền Tây đi sang miền Đông, cũng chạy qua Nhân Trạch, Thành phố Hồ Chí Minh và Nhân Trạch luôn anh chị. Và điểm kết thúc của nó thì vẫn lại ở Long Thành. Thì rất nhiều cái tuyến cầu và tuyến hạ tầng sắp tới đã có chủ trương làm, các cái dự định, các cái nghiên cứu để làm. Và cái điểm nóng về hạ tầng giao thông thì Nhân Trạch và Long Thành thì có quá nhiều anh chị. Và cái tiếp theo trong cái hạ tầng này đó là hạ tầng về các cái công trình giao thông lớn ở Long Thành, thì anh chị biết rồi, cái sân bay Long Thành là cái dự án đầu tư công gần như là lớn nhất Việt Nam anh chị, và nó đang triển khai giai đoạn 1 rồi và sẽ đi vào sử dụng giai đoạn 1 vào 2026. Và dự án có khả năng mà theo lộ trình thì nó sẽ hoàn thiện sau 2030, dự kiến 2030, nhưng mà khả năng nó sẽ chậm hơn. Thì anh chị thấy là nó có quá nhiều cơ hội anh chị, quá nhiều cơ hội để mình có thể thấy được cái tiềm năng của hai cái khu vực này. Và tiếp theo anh chị, sau về cái vị trí thuận lợi này, cái hạ tầng giao thông và các cái hạ tầng các công trình lớn này, thì khu vực này còn có một cái lợi thế, đó chính là vì nằm gần Thành phố Hồ Chí Minh nên cái tốc độ đô thị hóa của Nhân Trạch và Long Thành đang bắt đầu tăng mạnh. Và sau khi kết nối hạ tầng và vị trí nó tiếp giáp ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà anh chị biết là nó đông dân và giá đất cao, thì tốc độ giãn dân thì nó sẽ giãn ra những cái tỉnh thành gần hơn. Và anh chị biết là khu đông là cái trục phát triển định hướng của nguyên của phía Nam luôn anh chị, không nói riêng Thành phố Hồ Chí Minh mà nguyên cái phía Nam thì định hướng phát triển là về khu đông, tức là hướng về thành phố Thủ Đức và tỉnh Đồng Nai anh chị. Và chắc chắn là những cái huyện mà tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được lợi thế về công việc đô thị hóa rồi. Thì đô thị hóa thì nó dẫn tới thêm một cái nữa anh chị, đó là tốc độ phát triển dân cư. Anh chị đi bây giờ Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành và Nhân Trạch thì anh chị thấy là rất nhiều khu đô thị, rất nhiều khu đô thị, mặc dù là tỷ lệ phủ dân thì chưa cao do tính kết nối anh chị và giá bán. Tuy nhiên là sắp tới thì nó sẽ tiếp tục xây những cái khu đô thị như vậy. Đó là cái bắt buộc anh chị, để có tiền phát triển hạ tầng thì bắt buộc phải đấu giá và phát triển những khu đô thị và bán cho các nhà đầu tư, các người dân. Thì từ đó thì dân số, sau khi mà các cái tuyến đường vành đai, các cái tuyến cầu nó kết nối từ Nhân Trạch qua Thành phố Hồ Chí Minh, thì tốc độ dân cư của khu vực này nó cũng phát triển tương ứng. Do đó nên cái tiềm năng và các cái lợi thế sắp tới của khu vực này thì cực kỳ là ổn, và nó có tốc độ phát triển đều mà mình không phải sợ nó bị chứng lại, giống như các cái huyện mà tiếp giáp ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà nó nằm ở các cái khu vực phía Nam và phía Tây. Phía Tây thì nó cũng tương đối thôi anh chị. Ở Thành phố Hồ Chí Minh mà các cái huyện mà các cái thị xã thành phố mà tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có hai hướng mà gọi là phát triển bậc nhất, đó là khu đông này, và một cái đó chính là cái khu mà phía Bắc anh chị, tức là khu mà gặp anh chị đi quốc lộ 13 thì anh chị sẽ gặp thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An đấy. Thì hướng đó là hướng nó đã đông đúc từ lâu rồi, dân cư từ xưa rồi, nên mình không nói nữa. Nên cái giá bất động sản bên đó thì nó cũng cao rồi, và anh chị thấy là nó tầm 40-50 triệu rồi, nó đâu có rẻ như ở bên Long Thành, Nhân Trạch. Còn cái hướng phía Nam thì nó có cái giới hạn anh chị, và cái địa chất của nó thì tương đối là lợi yếu. Và Thành phố Hồ Chí Minh thì phát triển về đô thị phía Nam thì chỉ có cái hướng Nhà Bè thôi, và cần Chuột của Long An, cần nước cần Chuột cái đó, và nó không được tập trung mạnh vào cái hướng đó anh chị, nó chỉ tập trung vào khu đông này là chính thôi. Khu Bắc thì có sẵn. Và cái cuối cùng mà Tâm nói về cái tiềm năng của khu vực Nhân Trạch và Long Thành, đây là một cái yếu tố mà rất quan trọng anh chị. Nếu anh chị đã làm bất động sản ở khu vực Long Thành, Nhân Trạch thì anh chị biết là cái lượng nhà đầu tư bất động sản
và cái quỹ đất mà họ nắm giữ ở hai cái huyện này là cực kỳ cao. Điều này nghe chừng thì nó không phải là yếu tố của bản chất nội tại của hai cái huyện này, mà thực ra là cái yếu tố do tâm lý và yếu tố quy hoạch, yếu tố định hướng đầu tư của phát triển của nhà nước thì nó ảnh hưởng tới các tâm lý của nhà đầu tư. Thì việc đón đầu hạ tầng và đón đầu sân bay là cái điều mà rất bình thường đối với các nhà đầu tư. Thì Long Thành và Nhân Trạch thì nơi tập trung rất nhiều nhà đầu tư bất động sản, anh chị, đủ ở khắp các cái tỉnh thành ở Việt Nam này luôn anh chị. Phía Bắc Hà Nội rất là nhiều nơi tập trung của những đại gia mà đang nắm giữ các loại bất động sản, và anh chị biết rồi, nắm giữ mà nằm trong cái vùng vị trí thuận lợi thì chắc chắn là sẽ có những cái đợt sóng liên tục. Anh chị có thể thấy thị trường trầm lắng, nhưng mà rồi anh chị sẽ thấy Long Thành và Nhân Trạch sẽ có những cơn sóng, đó là điều chắc chắn anh chị. Quỹ đất của các nhà đầu tư còn nắm giữ rất là nhiều, và chưa kể là một lượng môi giới tập trung ở khu vực này thì cũng cao hơn hẳn so với các cái khu vực khác. Đơn cử anh chị chỉ nhìn vào những cái dự án bất động sản mà đang bán của các công ty bất động sản này, thì anh chị thấy là gần như là các cái chủ đầu tư lớn thì họ đều phát triển các cái quỹ đất ở khu đông này nhiều, rất là nhiều, và cái quy mô của các cái dự án nó cực lớn, và từ đó thu hút một cái lượng môi giới các cái đại lý bán hàng rất là lớn, các cái đô thị vài trăm đến cả ngàn hectare môi giới. Thì anh chị biết là riêng cái khu vực này tâm nghĩ cũng phải hàng trăm ngàn người môi giới. Môi giới bao gồm cỏ địa phương nha anh chị. Và cái khu vực này cũng có cỏ địa phương là đông nhất, những người chuyển nghề này. Mà thời điểm hiện tại thì khá là khó khăn đấy. Thì họ là dạng như là lúc sốt thì họ bay vào, còn lúc thị trường mà trầm lắng đóng băng thì họ sẽ rời ra. Đó chính là những cái điểm mà tâm nghĩ là tiềm năng sắp tới của Nhân Trạch và Long Thành là sẽ được phát triển rất là tốt và ổn định trong thời gian tới. Và có thể gọi là hai huyện này là hai huyện tiềm năng nhất của không riêng tỉnh Đồng Nai mà nguyên cả cái khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ luôn anh chị. Cái lợi thế về cảng hàng không sân bay Long Thành là cái lợi thế mà rõ ràng nhất mà chúng ta sẽ nhìn thấy khi mà hai cái huyện này được hưởng lợi trực tiếp và gần nhất. Ngoài ra còn có cái huyện nữa là huyện Cẩm Mỹ anh chị, nhưng mà bên đó thì nó còn đất đai còn mênh mông và hoang sơ, và gần như là không có một cái gì tiêu biểu cả anh chị. Và nó có nằm giãn cách qua cái huyện Long Thành và huyện Nhân Trạch so với thành phố Hồ Chí Minh, nên chắc chắn là nó có tốc độ tăng giá phát triển tốt, ổn định, nhưng mà nó sẽ đi chậm và đi sau, và nó lộ trình kéo dài hơn. Tức là anh chị đầu tư thì anh chị sẽ nhìn ở cái tầm nhìn dài hơn. Tuy nhiên là những cái khu vực này thì có một lợi thế, đó chính là quy hoạch của khu công nghiệp. Thì anh chị nào mà làm bất động sản khu vực Long Thành, Nhân Trạch, Cẩm Mỹ thì anh chị biết rồi, cái quỹ đất mà đang quy hoạch khu công nghiệp ở các cái khu vực này là lên tới vài ngàn hecta, và nó chưa triển khai nha anh chị. Ngoài những khu công nghiệp có sẵn thì nó còn có rất là nhiều quỹ đất để làm, để có thể phát huy được cái lợi thế là gần sân bay. Và khu công nghiệp mà anh chị biết là nó gần các cái địa điểm như là sân bay Long Thành, cảng trung chuyển quốc tế, thì việc vận chuyển hàng hóa của anh chị, của các chủ đầu tư, các nhà đầu tư bất động sản công nghiệp, thì các những nhà máy mà đi khắp nơi thì họ rất là thuận tiện anh chị. Đó chính là những cái lợi thế. Nếu nhiều anh chị mà tinh tế chú trọng thì có thể kiếm bất động sản bằng lần trong cái thập niên tới thì rất là đơn giản. Đó là những cái chia sẻ của Tâm về cái thị trường tiềm năng của thị trường bất động sản hai huyện Nhân Trạch và Long Thành. Cảm ơn anh chị theo dõi. Nếu anh chị thấy video này có ích và có hữu ích, có những cái thông tin mà mình cảm thấy hay, thì anh chị ủng hộ Tâm một like, một lượt đăng ký. Cảm ơn anh chị theo dõi. Hẹn anh chị ở clip sau.